mọi người thì bình thường, mọi người mà ra đường mọi người mặc áo hoodie nón bảo hiểm nó sẽ giống vậy đúng không? Thì cái này á là mấy cái hoodie nón nhỏ sẽ làm được nha. Đây là cái hoodie tôi mặc, tôi sẽ làm vậy nào. Đó, mấy cái hoodie nón nhỏ thì làm sao làm được vậy, mọi người nghe thấy để vậy rất là dễ chịu nè. Thiệt sự là để cái hoodie mà cái nón hoodie mở trong nón bảo hiểm á, nghe thấy kiểu nó rất là họ được nội luôn á. Thì hôm nay tôi sẽ chỉ cho mọi người cái chỗ bán hoodie mà tôi cảm thấy là chất lượng nhất từ trước tới giờ tôi mua luôn. Đây thì tôi đã từng mua một cái màu xám tiêu bên đây rồi, mọi người để tôi mặc cho mọi người coi thử nha. Đây mọi người, thì con này nghe cũng đã mua được một năm mấy rồi đó, mọi người coi cái form của nó nè. Trời ơi, vẫn còn rất là đẹp luôn á. Mà đặc biệt là cái màu xám tiêu này nè, mọi người để ý đi, rất là nhiều người mặc mà ai mặc cũng đẹp hết trơn luôn nha. Đặc biệt là mấy bạn nam, từ mấy anh Tây, mấy anh châu Âu tới mấy anh châu Á là ai mặc cũng đẹp hết trơn á. Mọi người ơi, cái chỗ Nghĩa mua này nó cũng là nỉ bông nha, nhưng mà có nỉ bông bít, nỉ bông bát nha. Mọi người nhận cái này mọi người sẽ cảm giác giống như là họ nó xịn xịn kiểu gì á. Mà đặc biệt là nón con này rất là rộng, mọi người có thể đội nón bảo hiểm xong mọi người chồng lên giống Nghĩa hồi nãy là cũng được luôn. Đó thì cái con này là Nghĩa mới mua, mọi người mà vẫn mua màu xám nha, tại vì nó quá là đẹp, nó chỉ khác mỗi là cái hình in thôi. Nói chung là không biết phải giải thích sao cho mọi người nữa, nhưng mà con này rất là xịn. Nếu như mọi người muốn kiếm cái hoodie mà mặc lâu dài, mọi người có thể tham khảo thử cái chỗ này nha, đảm bảo với mọi người là mặc rất xứng đáng luôn á.